Anh đi về. Chơi ảo. Hay là chơi nhanh thôi. Chơi nhanh là con mình cái gì đấy. Em cầm lên cái đấy thì nhanh quá. Kiểu mình chọn nhanh quá đúng không? Ờ. Mọi người phát lại nhá. Không cần đóng đâu. Ờ không đóng được lưỡi, đóng mãi không được. Thôi cứ để đi thôi. Đóng được. Không phải đóng đâu. Để điều hòa nó không thoát được ra đấy đâu. Mọi người phát lại này. À em like cái mẫu áo em đang mặc nhá, xong rồi tí nữa sẽ like váy len áo nỉ các kiểu rất là nhiều mẫu nhá. Váy thu đông đẹp lắm váy luôn. Váy thu đông qua tí nữa sẽ qua hàng len nỉ cho mọi người nhá. Mọi người vào xem đi, ai mà đang xem thì chấm cho em một cái đi. Ai đang xem thì comment cho em một cái đi ạ. Em like tặng cho mọi người nhá. Chơi mini game trước xong rồi sẽ like len nỉ váy len các kiểu, nói chung là hàng cực kỳ đẹp luôn, hàng tuyển chọn nhá. Hàng tuyển chọn cực kỳ đẹp luôn, mọi người vào xem đi ạ. Mọi người ai đang xem thì chấm cho em một cái nhá. Ai đang xem thì comment cho biết đang xem đi ạ. Với cả mọi người share 5 nhóm luôn từ bây giờ để được nhận áo không đồng. Mọi người share cho em 5 nhóm để được nhận áo không đồng nhá. Lần like nào cũng đều chơi mini game tặng áo luôn cho mọi người. Chào chị vợ của Khai. Áo đen mẫu 65 cân vừa không lăng hàng ngang rộng mà chắc vừa đấy chị ạ. Rộng mà. Chị ạ, rộng là co giãn nữa mà vừa đấy. Nó co giãn 4 chiều nữa ấy. Áo này rẻ lắm mà chất rất đẹp. 85k mà chất đẹp. 85k một cái em đang mặc nhá. Em sẽ chơi mini game tặng luôn áo này này. Sẽ chơi mini game tặng luôn áo em đang mặc nhá. Thế nên mọi người bơm mọi người share cho em livestream luôn đi ạ. Combo đi hai sản phẩm đi. Combo à? Thế thì em sẽ tặng thêm một cái nữa cho mọi người. Combo tặng luôn hai cái nhá. Tặng luôn hai cái cho ai mà chia sẻ đi. Đây nhá. Đây là vẫn còn tặng này nhá. Tặng hai cái đấy. Combo nhá, sẽ tặng luôn combo này. Có váy len nhá, có váy len dài qua gối, mọi người cứ đợi một tí tí sẽ like từng mẫu một, từng mẫu một. Mọi người share like cho mở em mở này. Mở á? Hay lau cam. À thì lau qua cam. À mà đã chia sẻ rồi thì comment cho em đã chia sẻ. Mày. Mình cười. Đây mọi người ơi. Ok mọi người thấy nét chưa ạ? Mọi người xem đã nét hơn chưa? Mọi người ai mà đã chia sẻ rồi thì comment cho em đã chia sẻ nhá. Đã chia sẻ. Lên 180 người xem sẽ bắt đầu chơi mini game này. Tặng luôn hai áo nhá, một áo em đang mặc với cả một áo kẻ này. Mọi người tiếp tục comment để tăng tương tác nhá. Để lát vào chơi game sẽ nhìn thấy mọi người luôn này. Mọi người tiếp tục comment để tăng tương tác cho em đi ạ. Mọi người cứ comment đã chia sẻ đi. Ai mà đã chia sẻ rồi comment cho em đã chia sẻ tỉ. Để tí nữa chơi mini game nhá. Còn biết mọi người đã chia sẻ chưa? Mọi người comment là đã chia sẻ cho em này. Chia sẻ 5 hội nhóm là được nhận áo không đồng nhá. 5 hội nhóm lên 180 người xem sẽ bắt đầu chơi mini game. Em vừa chơi cái gì nãy nãy rồi? Hả? Chơi gì rồi? Chơi... bài tiếp. Bộ bài đâu? Hả? Chơi rút bài đi. Tí nữa sẽ chơi rút bài nhá, cho vui, chơi rút bài vui. Chị có mấy cái đuổi cho là lạ mọi người ạ. Ờ được, nghe chữ hay. Không sao chơi á, chị có mấy cái tự làm đưa lên đó. Mọi người đuổi. Đưa đây, đưa thêm đây. Bà tự vẽ. Làm váy len qua gối. Ok tí nữa sẽ like từng mẫu váy len một cho mọi người nhá. Thế nên mọi người đừng rời livestream này. Rất là nhiều, em sẽ khui bọc len nhá, rất là nhiều mẫu len đẹp váy luôn. Váy trước đi rồi khác khui len, cuối em khui len. Ờ, em sẽ mặc váy trước nhá rồi khui len sau. Lên 180 người xem nhá. Mọi người xem livestream lên 180 người xem này. Em phải chơi mini game xong rồi em mới bán hàng, bởi vì lúc nào đầu live em sẽ chơi mini game để tặng chi ân mọi người nhá. Thế đây là để mọi người chơi mini game xong rồi mọi người mua hàng sẽ vui vẻ hơn. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu rút một lá bài nhá. Rút một lá bài để cho mọi người đoán chất của lá bài. Rút đây. Đây ok này, em đã cầm một lá bài rồi nhá. Cầm một lá bài rồi, bây giờ sẽ cho mọi người một gợi ý. Một gợi ý này. Đây là một lá bài màu đỏ nhá. Đây là lá bài màu đỏ. Thế là chỉ có hai chất cơ với cả rô thôi ạ. Chỉ có hai chất cơ với cả rô nhá. Bơ mọi người comment đi ạ. Mọi người comment các chất đi. Với cả mọi người nhớ là chia sẻ cho em đầy đủ các bước này. Có thấy chị Mai Phương nhá. Ai vào sau em xin nói lại này. Thể lệ chơi hôm nay là rút đoán chất của lá bài nhá. Đoán số của lá bài. Sẽ được tặng hai áo luôn. Một áo đang mặc này. Với cả một cái váy kẻ nhá.
Không phải đoán, không phải đoán chất của lá bài. Đoán xem cái lá bài bà cầm là lá gì. Đoán bà chất sẽ ở... đoán, nó có ý luôn là chất luôn. Mệt quá. Chất là chất cơ với cả rô nhá, chất màu đỏ. Em gợi ý cho mọi người là chất màu đỏ, thế là mọi người đoán nhá. Xem mọi người cây đoán... đấy là cây là cây gì? Mọi người đoán xem cây bài nó cầm là cây gì nhá. Là một cây màu đỏ, mọi người đoán nhá. Và mọi người nhớ là chia sẻ cho em. Giả cơ là ca cơ. Mình không bao giờ kiểu là giả cơ nhá. 10 cơ sai nhá. Mọi người đang cầm mình cơ rồi. Bài bài. Mọi người ơi, mọi người đoán cái lá bài này là lá bài gì nhá. Đoán xem cây bài này là cây bài gì. Lại và em cho mọi người gợi ý đó là một cây chất đỏ nhá. Một cây chất đỏ và mọi người đoán cho em này. Để em đọc đọc comment của mọi người. Đâu rồi? Sao mà không phải comment nhỉ? Bảo người nhanh mồm lên, người ta được hướng chơi. Át cơ sai này, át dô sai nhá, 8 cơ sai. Nói cái tâm trạng buồn ngủ á. Chị sẽ để chị ngồi đây buồn ngủ. Phan nói cùng đi. Quá buồn ngủ. 9 cơ sai. 9 cơ sai nhá, 3 cơ sai này. Đây là một chất đỏ nhá mọi người. Đây là chất đỏ, thế là chỉ có cơ với cả rô thôi ạ. Chỉ có cơ với cả rô thôi nhá. Thế nên là rất là dễ đoán. Chỉ có bao nhiêu chất thôi nhở? Chỉ có tầm 26. À, 26. Bạn cầm là 75.000 đang sale em nhá. Chỉ có 26 thôi. 26 lượt đoán thôi. Thế là mọi người ai mà mọi người thấy em đọc sai rồi thì mọi người đừng comment lại nữa nhá. Áo em đang cầm là 75.000 nhá. 10 cơ sai, 7 rô sai này, 8 rô sai nhá, sắp đúng rồi, sắp đúng rồi. Mọi người chỉ cần comment một tí nữa thôi là đúng rồi này. 10 rô sai, 10 cơ sai nhá, 9 rô sai, 3 rô sai, 9 cơ sai này, vẫn chưa có đúng, vẫn chưa đúng. Áo này free size nhá, mỗi năm mặc free size nhưng mà tầm ở dưới 62 cân mặc vừa. Chị mà lấy thì chị comment cho em nhá. Chị comment cho em theo đúng cú pháp. Nhung Nanh Đà lấy một áo bạn mẫu mặc là 85.000 nhá, để số điện thoại cho mình. Để số rồi. 10 rô sai, 10 cơ sai nhá. Hình như mấy cái em đọc rất nhiều lần rồi đấy ạ. 85.000 comment lại nữa. Nhung Nanh Đà nhá. Mọi người đừng comment các cái số em bảo sai nữa nhá. 4 cơ sai này, chỉ có 26 số thôi mà lúc ấy từ lúc đấy vẫn chưa có ai trả lời đúng cả. Mọi người comment nhanh tay đi ạ. Và mọi người nhớ là chia sẻ mạnh tay cho em nhá. Chia sẻ mạnh tay cho em này. 6 rô sai nhá, sắp đúng rồi mọi người ơi, sắp đúng rồi một tí thôi là đúng rồi này. 6 rôm là 6 gì? 6 rôm à? 6 rôm là cái gì ạ? 9 rô sai. Di cơ sai ạ. 6 rôm. 6 rôm. Một chất màu đỏ nhá. Từ lúc đó em đọc rất nhiều cái chất, rất nhiều số với cả chất sai rồi. Thế mà mọi người vẫn chưa comment đúng. Mọi người comment các cái số mới hơn đi. Bà cho gợi ý đi, nhanh lên cho gợi ý nhá. Đây là gợi em cho một gợi ý dễ nữa nhá. Đây là chất rô nhá. Đây là chất rô này. Đây là chất rô mọi người ơi, đây là chất rô này, mọi người comment đi ạ. Mọi người comment đi nào, chất rô nhá, chỉ có 13 số thôi. 13 số thôi, comment nhanh. Comment nhanh này, ai sẽ là người may mắn nhất này. Ai sẽ là người đoán trúng nhất nhá. 5 rô sai, di rô sai, 10 rô sai. Chất rô nhá, chất rô. Chỉ còn mấy chất, mấy số thôi mọi người, comment nhanh tay lên nào. Ok, đợi em một tí nhá, em chơi xong em sẽ đứng lên này. Rô mọi người ơi, di rô sai nhá. Mọi người đoán đi. 8 rô sai, chỉ còn mấy số nữa thôi này. Mấy số nữa thôi nhá. 8 rô sai, sai di rô sai. Em bảo sai rồi mọi người cứ comment lại. Mọi người không đoán những cái số khác. Một rô là cái gì, chỉ có át rô thôi bà. Át rô siêu ạ. Ok, đang cảm ơn chị comment đúng rồi nè. Đây nhá, đây là chất 5 rô này. Đây là con, đây là cây bài ở. Đây là cây bài 5 rô nhá. Cây bài 5 rô. Cây bài 5 rô, xin chúc mừng chị. Xin chúc mừng chị Yến Phạm. Chị Yến Phạm nhá. Ok, chị Yến Phạm cắt lại màn hình, chụp ảnh lại màn hình. Lượt comment với cả chia sẻ nhá. Để sau em sẽ check comment của chị này. Check chia sẻ. Check lượt chia sẻ của chị nhá. Xem chị có chia sẻ đủ các bước không. Nếu mà chị không chia sẻ đủ thì nhà em sẽ không tính đâu nhá. Bây giờ em sẽ bán cái mẫu năm mặc rồi sẽ qua váy len cho mọi người. Cái mẫu năm mặc hiện tại là mua ở trên live với giá 85.000 một cái này. 5 rô đúng rồi nha.
đã có một chị comment đúng rồi ạ, mọi người đừng comment số nhưng mà nhá. Chỉ tính một người comment đầu thôi ạ. Chứ không phải là ai comment đúng cũng sẽ được đâu. Bởi vì khi em comment, khi công bố kết quả rồi các chị mới comment, bây giờ nó mới nhảy cũng rất là nhiều nhá. Này, mỗi máy sẽ đẩy một comment khác nhau nhá. Nhà em có ba máy đều đẩy comment khác nhau. Thế nên em sẽ theo máy chủ thôi nhá. Em sẽ tính theo máy chủ nhá. Nói chung là nhiều người thấy mình trước lắm, mà em chỉ theo máy chủ thôi. Ai cũng thấy mình trước. Ừ, ai thấy mình trước. Mà em nhìn thấy ai thì em sẽ công bố đầu tiên nhá. Ok, bây giờ sẽ qua mẫu áo em đang mặc này. Áo em đang mặc có giá là 85.000 một cái. Dành chỉ cho những ai mà đã chia sẻ livestream thôi nhá. Bởi vì giá này quá rẻ rồi mọi người ạ. Giá tri ân quá rẻ rồi nhá. Đây, chất cực kỳ đẹp luôn này. Chất kiểu chất nhẹ nhẹ mà nó không hề mỏng, không phải chất giấy đâu nhá. Chất kiểu len len ý, nói chung là chất mềm rất là thích. Hơi chói ấy. Được chưa? Bởi vì màu đen mà. Giá là 85k này. Mọi người lấy mẫu em đang mặc thì comment cho em là 85k kèm số điện thoại. Mọi người lấy mẫu em đang mặc comment cho em là 85k kèm số điện thoại nhá. Mẫu này rất là kiểu form suông mà co giãn ý. Bầu bí cũng có thể bon chen được. Dưới 62 cân cũng mặc vừa nhá. Mặc với cả chân váy như em đang mặc này. Và mọi người mặc với quần sóc, quần legging, quần dài các kiểu, nói chung là rất là dễ mix đồ. Làm nga luyện một cái. Giá 85.000 này. Cái chữ này rất là nét luôn mọi người ạ. 75 cân thì xác không có rồi chị ạ. 75 cân thì không có mẫu nào chị rồi. Linh pha một cái 85 này, cái đấy sơ vin vào cũng xinh nhá, áo mà mẫu mặc á. Sơ vin cũng rất là xinh nhá. Còn khoảng 6-7 cái thôi nhá. Đây sơ vin, mọi người có thể sơ vin này. Mùa đông thì mọi người mặc chân váy hoặc quần da các kiểu, chân váy dạ các kiểu cũng rất là đẹp. Đây. Con này chị nào mà thích kiểu chụp ảnh của lệch vai thì cũng hợp. Dễ. Và tay dài như này. Mọi người có thể kéo tay bởi vì cái phần tay có bao nhiêu. Chị Tiên Châu lấy áo mẫu đang mặc nhá. Đây áo này nhá, để lại số điện thoại giúp em này. Em chỉ còn khoảng 5-6 cái thôi. Ai lấy comment nhanh cho em này, 85k kèm số điện thoại. Quần đi xong. Hả? Có. Để tí mặc. Đâu nhỉ? Đùi sách của chị đâu? À em ở Hà Đông nhá mọi người. Ngay cho cuộc đời bà. Tôi sợ bay váy. Ngay cho cuộc đời bà là hôm nay tôi vẫn đang cầm thôi. À nhà em không có chân váy nhá mọi người. Nhà em không có chân váy đâu ạ. Chắc là vào mùa thì sẽ có chân váy da. Chân váy da nhỉ? Ừ. Đây nhá, áo năm mà còn ai lấy thì chốt nốt cho em này. Chốt nốt cho em đi xong rồi em sẽ like hàng váy len nhá. Giờ cả cái đi bán nốt 75.000 đấy. Áo còn này áo vừa tặng còn 3 cái này. Tuyên Uyên chốt 85 này. Áo vừa tặng còn 3 cái nhá, giá là 75.000 một cái này. Hiện tại nhà em còn 3 cái. Cái này là chất nỉ da cá nhá mọi người. Chất nỉ da cá cực kỳ đẹp luôn này. Kẻ đen trắng nhá, giá 75k này. Mọi người ai lấy chốt cho em là 75k kèm số điện thoại. Chị gì đấy, chữ Hàn à, đúng không? 75k. Tên của chị với. Ở để viết tên thôi. Chị Liêu Nguyên thi một cái 85, Nguyễn Minh Yến vừa lấy đơn có rồi này. Một đơn này 85 này. Còn 2 cái thôi nhá. 85k sắp hết rồi mọi người ơi, còn 2 cái. Còn 2 cái giá 85.000 này. Mọi người ai lấy thì chốt nhanh cho em đi ạ. Ai lấy thì nhanh tay chốt cho em nhá. Chỉ còn duy nhất 2 cái thôi nhá. Duy nhất 2 cái. Áo kẻ này thì còn 3 cái. Còn 1 cái này. Áo kẻ này chỉ còn 3 cái nhá. 3 cái này giá là 75.000. Kẻ em đang dơ là 75k một cái nhá. Form này dưới 60 cân đổ lại này, 75.000. Chất nỉ cực kỳ xinh. Kẻ đen trắng. Áo bạn mẫu mặc chỉ còn 1 cái thôi. Áo bạn mặc còn 1 cái. Áo này mặc còn 1 cái. Ai lấy thì chốt nốt này. Ai lấy thì chốt nốt cho em này. Bạn mặc cái này đi. Thay đi nhanh lên, thay đi. Này em qua mẫu cái kẻ này cho mọi người nhìn lên 75 chị Hằng Nga luyện rồi. Ơ 75 là kéo kẻ đen trắng đúng không? Thôi bà ấy không phải mặc đâu, không mặc cái này đâu, nhiều người chốt rồi. Chị Uyên 1 này. 75.000 báo ơi, mặc áo báo đi. Xong rồi khui váy nhá, vứt cho tôi bọc váy này nhá. Hôm nay mình sẽ khui cả bọc váy nhá các chị nhá. Hôm nay sẽ khui bọc váy. À bạn mẫu mặc chỉ còn 1 cái thôi, có ai chốt nốt không ạ? 85.000. À bạn mẫu mặc chỉ còn 1 cái nhá, giá 85.000. Chị Liêu Nguyên thi rồi ạ. Cái 75 còn 1 cái, mệt vãi. Ờ, mẫu mặc 1 cái. Mọi người ai lấy nốt cho em đi. Có nốt 1 cái. Áo lỉ vàng mặc. Hàn còn em nhá. Đây là máy à? Bây giờ tôi khui ra tí vào mặt. 15 cái. Em qua mẫu ra báo hàng mới về này. Áo nỉ vàng Hàn 89 à. 99 à. Hôm nay sale 85.000 cho ai rồi. Hôm nay sale áo nỉ Hàn 85k này. Ship
Ship Hà Nội 22.000, ship ngoại thì ship ngoại tỉnh là 30 35.000 nha bạn nhá. Áo nỉ Hàn 85.000 này. Áo nỉ Hàn nhá, duy nhất hôm nay ở trên live. Mọi người chốt trên live thì mới có giá là 85k nhá. Nếu mà hết, nếu mà tắt live nhà em sẽ trở về giá cũ là 99.000 một cái. 99.000 một cái nhá. Hôm nay mọi người mua chỉ với giá 85.000 một cái áo nỉ Hàn này. Áo nỉ Hàn nhá. Cái này mà là màu vàng mù tạt mà cực kỳ tôn da luôn. Bầu 6 7 tháng không vừa đâu em ơi. Không vừa cái áo này đâu. Bầu 6 7 tháng không vừa áo Hàn đâu. Cái này là một 85.000 nhá. 85k. Bé bé người thì vừa nhỉ. Bé người Hàn đấy. Tầm bà mấy cân ấy. 47 cân mặc thoải mái. Cái này đẹp luôn á. Mặc thoải mái luôn chị ạ, bởi vì cái này là cũng có bo ở gầu với cả bo ở tay mà. Em 47-48 cân đây, mặc cái này rất là xinh luôn nhá. Giá là 85.000. Bán áo mặc đây. Ok, bây giờ sẽ bán áo ra báo. Phải lấy một tập trên kia. Bán áo ra báo em đang mặc nhá. Duy nhất ở trên live với giá là 89k một cái này. Ai lấy comment 89k một cái nhá, chất nỉ cực kỳ đẹp luôn. Mọi người lấy thì mọi người chốt cho em là 89k. Mình phải giữ một cái mặc rồi, nó quá đẹp luôn. Màu cực kỳ tây luôn. Để mọi người ạ. Màu kiểu áo này sắc nét các kiểu ấy, màu rất là tây nhá. Các chị cứ nhận hàng không chê ở đâu, chất cũng đẹp luôn ấy. Đây em đứng gần này, 89.000 một cái da báo này. 89k nhá, mọi người mặc sơ vin cũng rất là xinh, hoặc là mọi người để suông cũng được. Nói chung là tùy cách mặc của mọi người, mặc kiểu nào cũng rất là xinh luôn. Giá là 89 một cái. Một cái 89 đồn đơn này. 89k một cái 60 này. 60 cân vừa áo da báo chị ơi. Áo phong suông mà. Phong suông là không bo ở dưới nên là chị không sợ bị chật chị đâu. Chị Hoàng Tâm một cái 89k này. Màu này mặc cực kỳ đẹp, nó là màu cam đất. Kiểu nâu nâu đất ý. Nâu đất tây tây ý mọi người ạ, mặc kiểu tây lắm. Với cả cái họa tiết da báo này cũng cực kỳ hot luôn nhá. Đẹp vậy này luôn. Ồ đẹp à. Ôi váy dài đẹp vãi này. Làm sao này. Thảo Nguyên 1, em chào chị Phương Anh. Bầu bí bon, bầu bí nhá. Thảo Nguyên 1. Bao che được nhá. Áo đen có chữ lúc nãy còn đúng một cái luôn, hỏi bạn có lấy không? Áo đen có chữ lúc nãy còn đúng một cái nhá, giá là 89. 85.000. Áo đen có chữ là 85k nhá. Còn một cái duy nhất thôi. Còn một cái. Duy nhất mọi người lấy thì comment cho em là 85k đấy. Đen kèm số điện thoại. 85k đen kèm em số ơi, mặc suông đẹp mà. Tí em sẽ lên một bọc váy thu đông cực kỳ đẹp luôn nhá mọi người nhá. Đang khui rồi mọi người ạ. 89k dồn huê, huê nguyên là cái áo bà mặc à? Áo tôi mặc. Huê nguyên một cái. Đây nhá, dáng suông mặc với quần legging hoặc là quần Bùi sóc thị, bò à, Ngọc Bùi Thị quần Bích bò một cái dài. Da báo. Chị Linh farm em chốt rồi ạ. Chị Linh farm rồi đúng không? Đây là mặc như này. Linh farm rồi ạ. À? Áo len có chữ. Ơ chị, cái chị chữ Hàn có áo len có chữ rồi mà. Đúng không? Bà chị có một cái rồi mà. Chị là chị chữ Hàn, chị chữ Hàn ơi, chị tên Hàn Quốc. Chị có một cái áo chữ rồi. Chị có lấy thêm cái nữa không hay gì? Chị có một cái áo chữ rồi đấy ạ, em chốt đơn cho chị rồi nhá. Ánh Tuyết ơi, bạn mẫu là 48 cân nhá, nhưng mà bạn mặc đang rộng. Nhưng mà nói chung là mặc suông rất là xinh. Mặc cái này dáng suông được mà mọi người. Tức là hỏi chị là chị lấy thêm cái nữa là hai à hay là sao? Chị chữ Hàn Quốc chị lấy thêm, chị lấy vàng. Vâng. À vâng ạ. Ờ vâng. Em nghĩa, lấy nghĩa một chị rồi, lấy hai cái lấy đúng không rồi. Ạ? Không lấy rồi, một cái rồi. Em lấy một cái, ok chị em chốt một cái chị rồi nhá. Áo bạn mẫu mặc chỉ còn khoảng 6 cái thôi. À 4 cái. Đây cực kỳ xinh luôn, màu này rất là tây mọi người ạ. Mọi người mua đi. Ok ok, em cho chị một cái rồi ạ. Đây nhá, chất nỉ rất là đẹp luôn này, dày dặn nhá. Mà mượt cực kỳ mọi người ạ. Giá là 89k một cái này. Uyên Uyên, một cái nữa. Đây em đứng gần cho mọi người nhìn rõ nhá. Đẹp lắm. Xinh lắm luôn ý, mọi người có thể mặc dáng suông cũng rất là xinh. Ai chốt nhanh này, sắp hết nhá, hết là không về thêm đâu ạ. Bởi vì vải này hết hàng rồi, hết vải rồi. Cái vải màu này quá chuẩn luôn, em thề với chị luôn, màu ngoài đẹp hơn trong cam á. Trong váy, cam xem cũng đẹp đâu. Váy em khơn váy nha, em hết rồi nhá. Chị Hoàng Tâm một cái em thấy rồi ạ. Đây, mọi người còn tầm 4 cái. Mọi người ai lấy thì chốt nhanh tay lên cho em ạ. Thao Nguyên có chưa? Thao Nguyên rồi này. Mặc lại, mặc áo nỉ vàng đi. Ok, qua màu khác nhá, giá 89k áo da báo này nhá. Dưới chất 6, cực kỳ đẹp. Dưới 62 cân cũng có thể mặc vừa. Chất nỉ cực kỳ đẹp nhá, ai lấy thì chốt nốt cho em này. Em sẽ qua luôn màu khác nhá. Bởi vì cái này dáng suông thế, béo gầy đều mặc ok hết, mọi người cứ yên tâm. Béo gầy đều mặc đẹp hết. Cổ em mất ngon rồi đấy. Chứ mà giòn nó kiểu. Phải để tủ lạnh, quên mất. Ở nhà không?
chờ em một chút, em sẽ quay. Hôm nay em khui một ít váy, riêng váy thu đông nhà em nhá, là hàng tuyển của tuyển luôn, cực kỳ đẹp và giá cực kỳ rẻ luôn đấy mọi người ạ. Thảo ơi, xe luôn áo nỉ Hà này nhá, tí ba mặc quần mặc váy cho tôi. Sao rồi? Tí ba mặc quần mặc váy, mặc cái áo của bà ấy. Không phải thay được chiếc ga mà đứng ngay đây thôi, không ra có chẳng mấy. À, như thế mặc váy gì? Thôi để thay đây luôn, không phải ra kia đâu xa lắm. Dọn cho lấy ra một tí đứng được mà gì đó. Ơi mà này. Chị Triệu, Triệu Tuyền lấy áo ra báo để lại số điện thoại cho em nhá. Ok, sẽ qua mẫu áo nỉ chữ Hàn nhá. Mẫu áo nỉ chữ Hàn này có duy nhất màu vàng mù tạt nhá. Sale 85.000. Cái này là màu vàng mù tạt. Hôm nay nhà em sale có giá 85k khi mua ở trên livestream nhá. Mua ở trên livestream có giá 85.000 một cái này. Nhưng mà mọi người, nếu mà mọi người không đặt ở trên live mà tắt live đi mới đặt thì sẽ giá là 95.000 nhá. Sẽ về giá 95k chân váy nhà em hết rồi ạ. Áo cực kỳ đẹp luôn, chất đẹp lắm. Dưới 58 cân đổ lại cho em này. Mẫu này dưới 58 cân đổ lại. Chị ơi, đừng rời cái livestream này vì lát em khui váy thật sự là đẹp lắm luôn ý. Đẹp lắm luôn. Áo nỉ Hàn 85k này. Ai lấy chốt cho em là 85.000 kèm số điện thoại. Chị 85.000 kèm số điện thoại này. Đây này, toàn váy đẹp này, váy dạ này, đẹp chưa? 85k nhá, ai lấy chốt cho em là 85k kèm số điện thoại đi ạ. 85k kèm số điện thoại đi ạ. Đây nhá, em đứng gần cho mọi người nhìn này. Màu ở ngoài rất là xinh luôn. Cái này mặc cực kỳ tôn da luôn nhá. Cực kỳ tôn da luôn. Có ai thích mẫu này không? Mọi người cứ mua về mặc thử một cái đi. Lên giá cực kỳ đẹp luôn. Kiểu Hàn Quốc rất là xinh. Giá 89.000. À đâu, giá 85.000. Không, bà mặc mấy cái váy đi. Bán mấy cái váy. Giá 85k nhá. Đẹp thế, cái này chất đẹp tao bán này. Nào, thay đi. Thay luôn à? Bây giờ em sẽ qua váy luôn nhá. Mọi người đợi em sẽ lấy áo để thay váy. Khoảng 2 giây đấy, mặc 2 giây. Bà mặc cái gì cũng được. Tôi mặc áo quay. Ờ, rồi bà mặc áo quay được, miễn là kiểu để chẳng may ngã vào thì không ai nhìn thấy. Ờ, cũng không nhìn thấy đâu mà, được lấy luôn, thay cho nhanh. Để kia xa đó. Để cho băng phẳng đã. Không nhìn đâu. Ờ, không nhìn thấy đâu, tại quần màu vải hơi rộng quá. Ừ. Mặc cái váy đen nhá. Là không ai nhìn thấy đâu nhá. Có nhìn thấy thì cũng chả sao, làm gì có hở gì. Hở rốn thì khác thì mặc bikini. Nguy hiểm ra là hở rốn, hở rốn gì kìa. Em qua luôn váy nhá, em sẽ qua váy đây mọi người ạ. Em qua váy chỉ có một chiếc nhá, đây là hàng thi tuyển đó. Váy có mũ nhá. Váy nỉ. Không, cái này chất đẹp lắm. Ồ, ồ. Cái chất gì nhỉ? Váy nỉ mũ à? Váy nỉ mũ nhá, chất dày dặn dã man. Cái chất đẹp cực. Chất kiểu dày nhỉ. Đây, mũ đằng sau này. Cái này kéo khóa nhá, kéo khóa được này. Kéo khóa tùy chỉnh mọi người nhá. Cái này chất mua 2 lít rưỡi ít đi. Chất đẹp lắm. 160.000 một cái em váy nỉ mũ này. Chất kiểu chất đẹp lắm, nói chung là các chị cứ nhận hàng. Em không biết là chất gì nhá, chất rất là không biết tả chất gì luôn, nhưng mà thích cực kỳ luôn ý ạ. Có túi hai bên nhá, giá là 160.000. 160.000 này, ai đấy thì chốt cho em là 160k kèm số điện thoại, đằng sau để có mũ. Xem đây đóng hàng đi. Làm gì chứ? Đằng sau có mũ giá 180k. Chị Ánh Quảng có lấy hàng không? 180.000 này, ai đấy chốt cho em 180. À đâu, quên mất 160.000 nhá. 160.000. Trời ơi, đẹp dã man luôn. Em ở đây, này, chất xịn cực xịn. Chất xịn cực kỳ luôn. Ai mà bỏ lỡ con váy này quá tiếc, nếu em không bầu thì em mặc luôn rồi. Em chắc khẳng định là chất cực kỳ đẹp nhá. Này, mặc cái váy dạ đi. Ok, qua mẫu luôn nè. Chị Triều Tuyền chốt 160, đẹp lắm. Em cam kết luôn nhá, các chị nhận cái váy này không đẹp trả lại mặt, trả lại em đập mặt em luôn. Riêng em mà đã cam kết thì không bao giờ luôn. Không, nhưng mà thật. Bà có thấy tôi bảo khách là chất đẹp mà lấy về chất xấu chưa? Ừ. Chưa bao giờ. Tính mình như thế cái nào, lỗ là lỗ nha. Chị Mimi ở đâu giữ hay sao nhỉ? Đẹp thế cái váy này. Chị cũng không bầu thì giữ luôn. Bầu để chấp nhận này. Đừng váy dạ đấy cũng đẹp. Váy dạ kiểu thổ cẩm. Con này quá đẹp. Ô, con này đi với đôi giày dạ của chị quá hợp. Chị có đôi giày dạ này. Váy dạ nhá, váy dạ nhá. Mọi người váy dạ rua rua này. Màu xanh cũng là màu này luôn. Eo chun nhá, eo chun co giãn. Mọi người bụng to không sợ thật. Đây, chất dạ. Chất dạ đẹp cực kỳ.
170.000. À chị ơi. Trời ơi em ơi, đã quay livestream rồi hàng còn không giống trên livestream thì lấy đâu ra? Quay livestream để trời biết ơi. Hàng thật mà. Và không phải kiểu quay một mẫu mà bán một mẫu khác đâu. Bởi vì là mỗi mẫu chỉ có một cái thôi, có muốn có thêm để bán. Cái váy thì không bao giờ có thêm. Còn cái áo nỉ nhà em là may số lượng lớn rồi. Khổ. Váy này 170.000 này. Có eo chun co giãn nhá. Chất dạ nhá, chất dạ. Phải bằng cái váy các chị đi mua 400-500.000 ở ngoài em chất thề. Chất dạ đẹp cực kỳ. Đang thui mấy con siêu siêu phẩm ấy. Đấy mọi người ạ, cái này mặc xinh lắm, tua rua này. 170.000. 170.000 nè mọi người ơi, xinh cực. Mọi người comment nhanh ngay. Chất cũng đẹp này. Chỉ có duy nhất một cái thôi, không lấy nhanh là chỉ có tiếp thôi ạ. Cũng được size S nhá, 70.000. Váy chữ T này. Váy chữ T màu đen nhá, 70k này. Đâu váy hàng mặc đẹp mà không ai chốt á. Ờ đẹp mà tội gì đẹp. 170 cũng rẻ vãi. Lấp lánh này. Chảnh chó. Cái váy này mặc chỗ nào hơi xe lạnh cũng mặc được rồi bởi vì váy mà. Mỗi cái chỉ duy nhất một cái thôi mọi người ạ. Mỗi mẫu chỉ duy nhất một cái thôi, không lấy cái thứ hai đâu mà có một khác. Không có cái thứ hai đâu mà có một khác. Chị đang phải ngồi nhìn không khác đấy. Xem cái nào hợp với Hà chị mới đưa cho Hà ấy. Cái này là 70.000 nhá. Váy 160 của chị Triệu Tuyền rồi nhá. 70.000 váy đen trơn chữ T này. 70k ai lấy chốt cho em 70 kèm số điện thoại đi ạ. Ô, cái mi này thì bảo mặc ấy ở bên trong nhỉ. Váy dạ 53 cân mặc thoải mái luôn chị nhá. Bởi vì nó có eo ở đây trời này. Trời ơi tin em đi, đẹp lắm các chị ơi. Rồi ôi. Đây đứng gần hạng người nhìn. Em mặc không bầu bí thì còn lâu, em hốt hết. Chất dạ đẹp cực luôn ý, không phải đẹp. Nào, không phải đẹp mà là cực kỳ đẹp. Thay luôn mẫu khác nhá. Váy suôn thể thao hết hàng nhá. Váy suôn thể thao hết hàng ạ. Mọi người không chốt nhanh thì hết rất là tiếc. Thôi nhưng mà đồ đẹp thật mà, mấy cái váy đẹp. Ui thôi sao ơi. Ui, chấm sữa. Đổ sữa. May mà nó chưa chảy ra. Không thì. Ôi cái này size đẹp nhưng mà size to quá. Xem dạ có ăn đấy không. Váy dạ chị Huệ Thảo này. Chị Huệ Thảo chắc chắn giùm em cái nhá. Đẹp lắm luôn chị ơi. Yên tâm là siêu đẹp. Váy da lộn nhá. Đọc ý, mi làm được vào chậm mà. Làm được. Em khoan mẫu váy xòe da lộn này. Mẫu váy xòe da lộn nha, em cao 1m6. Nhưng mà mọi người mặc cái này ấy, mọi người phải mặc thêm một cái quần bên trong ấy. Kiểu mặc da lộn à? Ừ. Kiểu mặc với cái quần váy bên trong ấy. 101. Nhưng mà nếu mà ai thấp hơn nhá, nếu mà ai tầm 1m6 đổ lại thì mặc. Đây là em đang khui đầm thu đông chứ không phải là khui đầm len. Tí em sẽ khui đầm len nhá mọi người nhá. Đây nhá, cái váy da lộn này 110 à? Vãi 110k chất da lộn nha mọi người. Chất da lộn 110.000. Mặc cực kỳ xinh luôn này. Xinh lắm, kiểu xòe xòe rất là xinh, đơn giản. Chất da lộn nhá, da lộn ạ. Bạn mẫu cao 1m6. Nên là chị nào mà thấp hơn bạn ấy thì mặc sẽ ok hơn nhá. Chị nào thấp hơn bạn ấy mặc sẽ ok hơn nhá. Đơn giản mà rất là đẹp nhá. Mẫu này chỉ tầm 50. Size S. Cái này chỉ size S thôi, 50 cân đổ lại nhá. Mi ơi, đơn của bạn bên nào xem không gồm một đơn nhá. Em thử có mang sang đấy cũng được à? 50 cân đổ lại cho em này. Tao xem gần mà. Váy da lộn 50 cân đổ lại cho em này, giá là 110.000. Giá là 110.000 nha. 50 cân đổ lại xinh cực. Hay gộp thoại đi. Gộp cho Bibi nhá. Ok, qua luôn mẫu khác. Thả giá bọn nó xuất hóa đơn ra. Mang vào đây em đóng một đơn. Gộp luôn cho chị Mimi váy da lộn này. Ok em Mimi lấy nhá. Nếu mà để ý để xem đi ạ. Khi bảo nó sắp ra. Hoa đỏ. Mặc rộng không? Máy dạ nhá. Cái đấy phải đeo thắt lưng nhá, bảo các chị có cái lỗ thắt lưng đấy. Không phải nhiều nữa. Không rộng thì. Đó. À, tao quá. Cái đấy đoạn một sao. Váy nhá, váy dạ nhá, váy dạ chân váy hoa. Một lít được. Váy dạ hoa nhá, cái này chất da lộn luôn này. À, mặc hơi rộng à? Bình thường. Dạ. Cho chỉnh nhá. 110.000. Đây nhá, đây ạ mọi người nhìn thấy bạn chất này. Mọi người có thể thắt một cái đai ở đây cũng được nhá. Giá là 110.000. Đúng rồi. 110k này. Mọi người lấy các mình cho em là 110k kèm. Để mai tôi mua cái thắt lưng nhá. Mang cái thắt lưng cho bà mặc vào cho xinh ấy. Cái này đeo thắt lưng nó nhìn chất ngay. 110k hoa đi. 110k hoa kèm số điện thoại nhá. Đơn vị lên về cái váy lúc trước. Ê cái này bà mặc có phải mặc trên váy không? Cái gì à? Không có nhỉ. Cái này kiểu gì ấy? Nó kiểu váy mà áo váy.
Nhưng mà có quần đi sao mà. Ờ, bà mặc quần rồi mà, sợ gì. Cái này là 110.000 này. À, lấy thì chốt cho em này, chất da lộn nhá. Chất da lộn. Chất da. Quên. Chất váy dạ nhá mọi người nhá. Chắc không phải gu rồi. Váy dạ nhá, không mọi người không thích xòe à? Đẹp mà. Thay đi, thay đi. Xinh mà, tôi cũng phải xinh. Ui. Đây là mình có chiếc vàng nó kiểu kiểu là mình đầy. Giờ mặc lên chất vãi nhỉ. Đây nhá, cái mẫu chấm bi này là dáng kiểu áo váy á. Dáng kiểu áo váy mọi người phải mặc với cả quần sóc hoặc chân váy bên trong nhá. Mọi người phải mặc thêm một cái quần sóc hoặc chân váy ở bên trong. Ở dưới này là kiểu xòe xòe chất kiểu van van nhá, van van đầm lên. Bây giờ phải đi tìm không? Hay là bác em bê một bộ hộp đầm đi cho Hà mặc. Cái gì vậy? Bung ra kìa, đấy. Hộp đầm đấy, hôm qua vừa bung ra đấy. Cái này. Ờ, mà mặc đầm đấy, mặc sau lên 1 lít. Cái này 100k này. Áo váy xòe 100.000 nhá. 100k. Mọi người cái này tầm 53-52 cân đổ lại. 52-53 cân đổ lại nhá. Giá là 130-100.000. Giá là 100.000. Đây ạ. Mọi người mặc với cả một cái chân váy bên trong ý. Rất là xinh luôn nhá. Kiểu xòe xòe, kiểu cute thế. Dễ thương. Qua mẫu luôn nhá mọi người. Chị này bảo là chị chưa nhận được cuộc gọi nào. Em sẽ qua xen kẽ lên với cả váy thu nhá. Cái này áo mà. Còn cái đấy là bọc áo rồi. Bọc váy đen đâu đâu nhở. Ôi không thích cái kiểu váy này, đẹp mà. Thì nó đẹp mà. Bà xem mở cả bọc kia nhiều mà, rút ra xem nào. Hả? Không thì bà mặc cái chân váy vào. Áo ừ. Đơn mi mi à? Em sẽ mặc áo len cho mọi người. Qua áo len nhá. Thì bạn, em vứt điêu vứt ra vào cho chỗ. Em sẽ qua mẫu áo len cho mọi người này. Áo len hình cô gái. Hình 125. Kiểu baby. 125k này. Chất len cực kỳ đẹp luôn nhá. Chất len này. Màu đỏ cực kỳ nổi nhá. Chất len rất là đẹp này. Đấy. Giá là 125.000 này. Tối nay em quay nhá, chị vô diện nhá. Cái này tầm 54 cân đổ lại nhá. Mẫu là 54 cân đổ lại, giá là 125.000. Màu đỏ xinh lắm mọi người ạ. Màu đỏ nhá, hình này cũng baby luôn. Giá là 125.000. Ai lấy chốt cho em là 125 kèm số điện thoại. Đây kiểu vạt như này rất là xinh này. Ai lấy mọi người chốt cho em là 125k kèm số điện thoại. 125k. Hay. Chị Triệu Tuyền nhá. Rồi làm thằng chú đấy. Em ơi. À nó vứt tôi thằng bọc của mình. Thằng bọc váy ra sao mắc con có nào hay lắm. Em hết rồi chị Kim Chi ơi. Vứt tôi một bọc váy đây. Áo len trơn à, 130. Chọn được cái màu sắc ở mặt. Ở ngay sau Hà là bọc gì nhỉ? Hà chỉ rút một cái len tiêu tiêu ở sau Hà nào. Áo len trơn màu vi này. Hình như khoác len, đúng không? Khoác. Ờ thế tí mà khoác được. Ờ khoác em đấy. Đây nhá. Áo len trơn đây ạ. Ở họa đây nhá, ở nó như này. Màu ghi nhá, màu ghi đậm. 130 à? 130k nhá. Cái này cổ 3 phân ạ, à, cổ kiểu bèo bèo như này này. 130.000 này. Có khoác len nhá. Mẫu này 50 cân đổi lại nhá.
Mô hình 50 cân đổi lại giá là 130.000. Ai lấy thì chốt cho em 130 kèm số điện thoại. 130 kèm số điện thoại dưới 50 cân đổi lại ạ. Dưới 50 cân đổi lại nhá. Em sẽ qua mẫu em luôn. Em chán bán váy lắm bởi các chị không hợp gu của em. Qua mẫu luôn mọi người lấy Ngô, chốt cho em. Ngô Thanh Huyền có đơn à? Mà ghi gồm Ngô Thanh Huyền. Bà ơi mặc cái 2 giây đi. Cứ mặc lồng váy đi không sao đâu. Ngô Thanh Huyền có đơn à? Trong ba có thể chất đẹp đấy. Ủa lắm bởi vì thực ra là váy đây là váy thu đông ấy. Các chị phải nhìn ở ngoài thì chất nó đẹp, cảm nhìn nó xịn ý. Rộng à? Váy đen này nhá, váy đen kiểu chất nhung nhung nhá, rất là sang luôn. Đẹp mồm. Nhưng mà bà mặc hơi rộng rồi. Em đang mặc áo quê bên trong. Bà thích đeo ở đi sẽ đẹp hơn đấy, thích đeo ở sau à. Đó, bà mặc bị rộng. Lấy kẹp. Đó, bà chị đây nhá, em đang mặc hơi bị rộng. Cái này thì chắc là mọi người tầm 50 cho đến 60 cân mặc sẽ đẹp nhá đây. Em thắt eo mà nhá, xinh cực mọi người ạ. Con này thì xịn lắm luôn ấy, 150.000. Chất nhung này, chất nhung nhá, 150.000 kiểu lông lông đấy, nhìn xịn. Đây kiểu tay kiểu tay lông lông này, 150.000 nhá. Quá đẹp luôn. Mọi người mà không thích hở ngực ấy thì mọi người thêm mặc áo quay cho em nhá. Mặc áo quay ở bên trong như này cũng rất là đẹp, 150.000. Xinh lắm luôn nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Cái áo váy bi vừa nay chưa ai mua bà rồi, cái váy bi kia cho chị. Cái này đi tiệc thì rất là đẹp. Chị Phương Anh xem, Bùi Hoàng Phương Anh đấy. Đây là kiểu dáng áo váy nhá. Con váy bi này cũng xinh. Đây, áo váy ở dưới xòe xòe ra đây ạ. Váy bi này nhá. 100.000 này. Váy bi này là 100k nhá mọi người, lấy váy bi này thì chốt cho em 100k kèm số điện thoại. Tôi váy vào đó mọi người xinh, xinh nhỉ? Sang nhỉ? Ông không thích kiểu này. Tôi thì tôi thế đây. Không thế này. Váy nhung nhá, váy nhung 150.000 đây là đi chốt cho em này. Mặc kiểu như kiểu công chúa luôn. 150.000. Công chúa thật sự luôn kìa bác. Hai mà ngấm thích công chúa. Váy đang mặc 50 cho đến 60 cân. Chị Phương Anh lấy cái váy bi 100 này. Váy đang mặc đi ạ. Em mặc hơi bị rộng eo nhá. Mọi người tầm 50 cho đến 60 cân mặc sẽ đẹp, giá 150.000. Hay đi bà ơi, con này đẹp quá Hảo ơi. Con chủ á? Áo sơ mi ấy. Em qua một khác nha. Ui đẹp thế. Mọi người ai thích váy dài không? Váy dài không? Mà đẹp nhờ. Con màu đen này. Hảo ơi. Thôi. Gì? Gì? Không sao đâu, một tí, chính xích. Không lộ lắm mặc ấy. Hàng si nhá mọi người. Ôi nhưng mà chất đẹp tỷ lần các chị ạ. Cái váy nhung này này chất đẹp lắm luôn. Em ơi, hàng si tuyển chọn đấy. Nguyên mác luôn nhá, nhà em toàn hàng kiểu nguyên mác như này thôi. Đẹp nhờ. Và thơm quá đó vào đầu. Thơm nhỉ? Ừ. Mọi người đợi em nha, em đang cài cái khuy này hơi lâu một xí. Hơi lâu một xí. Quá nhiều váy đẹp luôn. Đây vào luôn cho mọi người nhìn. Rộng đúng không? Nhưng mà phải đeo đi. Thắt đai. Đeo thắt đai. Ừ, đeo thắt lưng. Rộng không? Rộng, rộng. Tí ba buộc buộc tặng cái đai đây này này. Con cái này kêu. Ờ bảo khách. Phích phích. Đây đây. Buộc tặng cái đeo này. Đây bộ xí. Khách thích thì tặng khách cái dây này luôn. Buộc cũng hợp đấy. Cùng chất luôn. Con cài không? Con cài không? Cài nốt. Thôi chẳng cần cài đâu. Cài nốt. Không cần cài đâu. Mọi người đợi em tí nhá, cái váy này đang cài khuy hơi bị khó cài. Không cần đâu mà mặc quần bên trong của má. Đây đây đây, bà thắt cái này đi. Em thắt đai nhá. Bà thắt từ đằng sau ra để nó mới hợp đúng chứ. Mà thắt đai thì nó lại. Đấy. Chuẩn luôn, đẹp mà. Thì ra đấy quá, cái này sai phải, mua, phải ai mặc tầm size L. Ừ, đúng rồi, cái form này hơi to. Nhưng mà thắt đai vào thì cũng bình thường mà. Thắt đai vào thì xinh. Thắt đai vào thì nhìn eo mà. Đây, như kiểu áo choàng ấy nhỉ? Ừ, xinh nhỉ? Đây nhá, cái này có khuy cài nữa nhá, em đang không cài nốt. Mọi người ai thích thắt đai thì em sẽ tặng luôn một cái đai này. Đây nhá, chất ren này, chất ren đẹp cực kỳ luôn bị, nhá. Nhưng mà nó bị dính keo hay gì đấy? Keo đấy. Nhưng mà có nhìn thấy không? Cũng không lộ lắm nhỉ? Giật ra đấy, đây này, giật ra đấy. Giật ra này không, chất ren mềm nhá. Ok, bình thường người ta bán cái này 2 lít đấy. Sale còn 130.000. Xe 130.000 này. Quá đẹp luôn. Cái này là cài khuy nhá, kín ở dưới. Nó như kiểu một cái áo choàng ấy mọi người ạ. Nhưng mà xinh lắm.
Cái này phải chị đặt từ 1m6 trở lên mới mặc được nhá. Sang mà. Ờ đẹp mà. Phải ai to to hơn bà một tí là mặc hơi rộng. Người tầm 50 đến 60 cân mặc thì sẽ đẹp. À đâu đến 65 cân có thể mặc vừa. Nhưng mà cái này đẹp. Kiểu sang chảnh nhá mọi người ạ. Kiểu công chúa nhá. Đây. Thắt đai vào nó sẽ in lên dáng hơn ý. 130.000 nhá. 130.000. Mặc kiểu bồng bềnh xinh lắm. Chị Thanh Huyền, ok chị Thanh Huyền này. Cho chị lên cái này. Ờ tặng chị cái đai luôn. Mặc len nhá, lại qua từng mẫu một len rồi lại váy nhá. Len rồi lại váy cho đây, đang cài phi. Cài phi là khó ấy. Đấy. Em phải cởi cúc ra thì mới cư được. Ok em tặng, em đưa chị cái đai luôn, yên tâm. Dày lắm thì Huyền ơi, cái này nguyên mác cho em nhá, bình thường phải hơn 2 lít đấy. Chẳng qua là hơi bị dính một tí nhưng không nhìn đâu, nguyên mác nhá, cái này nguyên mác luôn. Chờ tôi một tí. À xong mặc cả khoác len đi. Ừ đúng rồi, khoác len là phải mặc 2 dây nhá. À quên rồi, mặc cái khăn này. Được, à không ngại, tôi thấy bình thường. Bây giờ có mặc thế 130. Áo len màu, gọi màu gì à, màu hồng hồng ấy. Màu cẩm. Màu hồng đậm ấy. Con này cũng xinh này nhỉ. 100 hay nhỉ? 130. Chân len rất đẹp mọi người ơi, chân len nhá, chân len đẹp cực kỳ này. 130k nhá. 130k, màu ở ngoài đẹp hơn trong cam. Màu này mặc cực kỳ trắng da luôn mọi người ạ. Màu này mặc trắng da cực kỳ. 130.000. Mẫu này thì tầm dưới 52 cân đổ lại cho em nhá. Mẫu này 52 cân đổ lại cho em này. 130.000, chân len này. Chân len xinh lắm. 130.000 màu ngoài đẹp hơn nhá. Em sẽ like cả áo khoác luôn cho mọi người đừng rời livestream nhá. Em sẽ like xen kẽ cho mọi người. Ai thích mẫu gì thì cho mẫu đấy. Mặc dù không hợp lắm nhưng cũng mặc đi. Mặc cùng da đấy cũng được. Nhá. Cái màu không hợp lắm thì đừng mặc. Cái màu đi vào cam nó bị làm sao ấy. Làm sao? Em sẽ lên mẫu áo khoác cho mọi người. Mà có khi hợp nữa. Ờ chả sao kệ. Đây nhá, em đang mặc áo quay bên trong thì nên là mọi người nhìn nhá. Mà khoác liền với cái khoác len đi, sau ngay sau lưng bà. Đây. Xinh cực, áo len, áo khoác len tiêu xinh lắm nhá. Ngôi sao này. 150.000. 150.000 quá rẻ luôn. Dưới 56 cân đổ lại nhá. Ai đấy comment là 150 kèm số điện thoại nhá. 56 cân đổ lại là xinh lắm luôn đấy mọi người ạ. Ừ, con này đẹp quá. 150k kèm số điện thoại này. Đây nhá, dáng này. Mọi người ai lấy chốt cho em là 150.000 kèm số điện thoại. 150.000 này. Chị Lê Trân này. 150k kèm số điện thoại này. Cho em xem lại màu len 130 đi. Cái màu mận mận kia đẹp mà. Được. Không phải ngại đâu khổ. Xem lại thôi mà. Áo rồi khác ấy. Đây nhá, áo đây ạ, màu mận đây nhá. Không màu kiểu màu hồng hồng mận mận ý. Đây ạ. Màu nhá, ngoài đẹp này. Hơn trong cam. Trong cam nó bị làm sao ấy. Trong cam màu nó không đẹp được bằng ở ngoài đâu mọi người ạ. Nhìn mặt lên đi. Cô nào phải ngồi bên cạnh thúc nó, mặc nhanh lên, mặc nhanh lên. Không phải thua, không bao thể tôi mặc nhanh được. Hôm qua tôi giả thúc bà đấy còn gì. Ờ. Ngồi. Nhưng hôm qua tôi thấy mặc nhanh. Áo khoác màu be nhá. Ờ, dáng dài. Xinh nhở? Xinh cực, ai mà thích áo khoác dài thì lấy cái này đi ạ. Không lấy là chỉ có phí thôi. 170.000. 170k nhá, chất len cực kỳ dày. 170.000 này. Màu be nhá, màu be 170k này. Ai lấy thì chốt cho em là 170 kèm số điện thoại. 170 kèm số điện thoại này. 170k kèm số điện thoại đi ạ. Khoác nhá, xinh lắm, 170.000. Đẹp cực sao hay luôn, sao? Hay luôn. Đấy, bà mắc một cái tội là chờ khách chốt luôn. Không, chờ khách chốt. Không phải chờ. Lên khoan len tiếp nhá, nhiều khoan len xinh lắm. Chị Hoa Hiệp để số nhá chị ơi. Khoan len màu ghi này. 165. Có khuy cài nhá, 165k có khuy cài. 165k chất đấy ạ. Chị Hoa Hiệp để số đi ạ. Khoác len màu ghi 165k nhá. Chị không để số em chuyển cho chị Như Quỳnh Phạm nhá. 165.000 này. Bà chỉ cần rơi chất, nói về form dáng hay luôn. Có quy cài đây nhá, đây ạ. Mọi người nhìn rõ dáng chưa? Ai lấy chốt cho em là 165.000 kèm số điện thoại nhá. 165.000 kèm số điện thoại này. Qua luôn mẫu khác cho nhanh. 165k kèm len 130 Hoàng Linh này. Một em len màu hồng này.
Ok, em chuyển cho chị Như Quỳnh Phạm, chị Hoa Hiệp không để số em chuyển cho khoác B chị Như Quỳnh Phạm. Ấm dã man này màu hồng nhá. Chiều đơn đâu, bây giờ có đơn. Em chuyển cho chị Như Quỳnh Phạm cái khoác len B nhá. Ô chất dày đấy. Chất dày cực. 160.000 dày lắm luôn như kéo dạ ấy. Chất dày lắm luôn nhá, 160.000 mẫu này dưới 60 cân. Bạn mẫu nhà em người khá là nhỏ nên các chị đừng nhìn theo form người của bạn ấy nhá. Dưới 60 cân nhá. Đấy ạ. Cứ chuyển đi. Màu hồng này ở ngoài không bị chóe như ở trong cam đâu nhá. Nó không bị chóe đâu ạ. À mà thích màu hồng mặc cực kỳ baby luôn. Mặc cực kỳ baby luôn nhá, giá là 160.000 này. Chất dày lắm luôn nhá, 160k. Chị Hoa Hiệp ơi, bởi vì chị không để số nên em không chốt được ạ. Chị Hoa Hiệp đơn rồi. Dưới 60 cân đổ lại cho em này. Dưới 60 cân đổ lại nhá. Màu hồng để tên chị 170.000. Nếu mà có thì chị đã nhớ. 170.000 khoan len pha màu này. Cô con này xinh nhở? Ừ, màu kiểu lạ đấy. Chất chất à? Chất đẹp. Khoan len pha màu cực kỳ tây luôn này. Tây thế. 180.000. Khoan len này 180.000. Rất là tây luôn nhá. 180 này. Ai lấy chốt cho em là 180. Kèm số điện thoại. Này. Xong hàng đi. 180 kèm số điện thoại này. Xinh lắm mọi người ạ. Màu này cực kỳ đẹp luôn, lạ. Thu Hằng, cởi đi, cởi đi. Lạ ơi, lạ nhá, rất là đẹp luôn. Thu Hằng cho 180. À, khoác len mũ nhá. Khoác len mũ này. Chất len nếp 201. Chất len nếp cực kỳ đẹp, 290. 190k. 190 rồi. 190.000 này. Bán tri ân đấy nhá, 190.000. Đằng sau có mũ nhá mọi người. Đằng sau có mũ 190.000. 190.000 này, đây ạ. Có túi hai bên này, 190k. Ai lấy chốt cho em là 190 kèm số điện thoại. Hay luôn, cứ theo đài đi, cứ dịp ngay. 190 kèm số điện thoại. Qua tiếp mẫu khoa này. Qua tiếp mẫu màu tím nhá. Con lên ghi chất lên ép nhá, cả nhà nhá. À kể cho mọi người nghe trước. Gửi cho một chị thích. Gửi cho một chị khoác lên ép. Chị bảo là, ơ chị đặt cái khoác lên cơ mà. Sao lại gửi cho chị cái gì không phải lên thế này. Chất lên ép mà, chị được không phải. Lâu quá đấy. Này màu tím mọi người ơi. Màu tím này cũng cực kỳ xinh này. Em tăng cân nặng lên cho. Màu tím nhá, khoác len tím này. Tăng cân nặng lên. Chất này. Nó mà tự cân nó vỡ mồm ấy. 190k là của chị Thanh Nguyên nhá. Chắc chắn lấy hàng giùm em nhá, chị Thanh Nguyên nhá. Cái màu tím bao nhiêu nhỉ? Chị Thanh Nguyên có chắc chắn lấy không? Chị Thanh Nguyên chắc chắn lấy hàng thì chốt cho em nhá, thì ok cho em. 160. Khoác len tím 160.000 này. Đứng gần cho các chị xem. Khoác len tím 160.000 nhá. Ở trong cao màu đẹp dã man. Ở trong cam màu nó hút nhiều đi, khó chịu. Ở ngoài màu đẹp hơn trong cam rất nhiều mọi người ạ. Cởi đi, thay đi. Khoác này khoác len màu ghi này. 160 của Nana nhá. Chất đẹp lắm Nana ơi. Chất len ghi. Khoác len màu ghi nhá, cái này có khuy cài. Phát len màu ghi có khuy cài này. 170.000. Phát len ghi nhá, chất đây ạ. Chất này, chất rất là thích luôn. 170.000 màu ghi, màu ở ngoài này thôi nhá. Nói chung là mọi người nhìn màu ở ngoài sẽ đẹp hơn trong cao rất là nhiều. Ở trong cao nó bị ánh sáng nhá. Nana lấy 160 nhá. 170 này. Chị Thanh Nguyên ơi, chị có chắc chắn lấy cái phát len ghi không ạ? Phát ghi 170 có khuy cài nhá. Có khuy cài 170.000. Ai lấy chốt cho em 170 kèm số điện thoại. Chốt rất là đẹp luôn nha. 170 kèm số điện thoại. Không có 170 nữa. Có ai chốt à? Chị xem lại khoác hồng. Chờ em một tí. Chờ em một tí. Chất len đẹp này, 170.000. Cái nhá, cái khoa len chất len rất là đẹp luôn dáng mọi người. Váy nhá, dáng váy nhá, 170.000. Chất len kiểu lì lì ý. Dáng váy tăng nhá tăng. Dáng váy 170.000. 170k này. Nhầm lẫn nhở. Mọi người có một chơi là 170k đen nhá. 170k đen, cả lúc đấy là 170k ghi. Thay đi, chị Lê chân lấy 170 đen đúng không ạ? Mặc lại màu hồng cho mọi người xem này. Cái màu hồng này form hơi rộng một tí nhá. Form hơi rộng một tí. Em mặc hơi bị rộng một tí này. 160 chứ dày lắm. Con này mình chở bán gần. Màu hồng này mặc lên rất là baby. Em gửi đơn cho Thanh Nguyên. Chất cực kỳ dày này. Chị biết ngay.
Đây nhá mọi người. Màu hồng bảo này. Chị là lấy cái túi và nếu mà lấy túi và khuy thì bảo chị lấy sang cái mã này. Chị mà lấy túi với khuy chị lấy sang cái mã em vừa mặc 170.000 màu ghi chị ạ. Cái áo này hỏi xem vừa lấy mà hỏi bạn nào lấy đấy, vừa lấy bao nhiêu người chốt. Cái áo mũ ghi này, chất len nét nha mọi người. Có mũ này, 170.000 này. Lúc nãy có ai lấy mà chưa chốt được thì bây giờ chốt lại cho em ạ. Ở quên mất 190.000 chất len nét nhá. Nhầm giá, 190.000 lúc nãy có ai vừa chốt đấy. Chất đẹp cực kỳ nhá, chất len nét dày dặn này. 190.000. Len nhá, len khoác len mũ này 190. Ai vừa chốt mà chưa được. Ai vừa chốt mà hết nhà thì bơ chốt lại cho em nhá. Khoác len hồng là 160. Chị Nana cái tím rồi, ok rồi ạ. Em mặc lại cái ghi 190.000 chất len nét cho mọi người. Chị Hoa Hăng kìa. Chị Hoa Hăng lấy. Hoa Hăng lấy đây. Chất đẹp vào rồi. Chất đẹp nhỉ. Bảo chị đi một về đây đi. Bảo chị một về đây bảo fix cho chị còn 170.000. Nhưng mà không lộ nhá, cái về được. Chị Hoa Hăng ơi. À, cái áo len ấy mẹ bị một cái vệt bé bé ở đây này. Không lộ đâu, mờ lắm. Nhưng mà mọi người nhìn đấy, bởi vì ở đây rất là nhiều ánh đèn ấy. Mà mọi người nhìn ở ngoài không bị lộ mấy đâu ạ. Em fix cho chị còn 170.000 nhá. Nếu mà chị vẫn lấy thì để số. Nếu mà chị vẫn lấy thì chị để cho em số điện thoại. Em fix cho chị 170.000, nếu mà chị vẫn lấy để lại cho em số điện thoại nhá. Nếu mà chị vẫn lấy để lại cho em xin số điện thoại. Rồi, xin cô lấy không? Áo len kẻ này. Áo khoác len kẻ bao nhiêu ạ? Chất len này 1185. Chất len đẹp dã man 185.000. Chất len đẹp dã man nhá, 185k. 185.000 này. Mọi người lấy chốt cho em 185 kèm. Chị bảo là cái đấy nếu mà có khuy có túi thì gửi cho chị, nhưng cái đấy không có không có tu khuy đâu ạ. Chị Hoa Hăng không lấy đúng không ạ? Chị bán lại. Bảy thế rớt. Cái này 185k màu kẻ cực kỳ xinh nhá, ai lấy chốt cho em này. 185.000 màu kẻ rất là xinh này. Ai lấy chốt lại cho em 185k kèm số điện thoại. Không ai thích mẫu này à, kẻ xinh cực mọi người ạ. Mà lồng luôn cái váy đi được này, lồng váy xuông. Thay đi. Con kẻ đẹp này, chất đẹp, màu cũng đẹp. Thực ra là bình thường ấy, em nói thật nhá, các chị mà đi mua hàng si ở các chỗ khác thì nó bị một cái vệt bé bé như thế ấy. Chẳng ai báo để fix cho mọi người đâu. Bởi vì sao hàng si thì phải chấp nhận thôi. Bởi vì cái áo len này chất đẹp lắm, nó ngang với hàng 350-400 ở ngoài cơ ạ. Tức là ngang với hàng new ấy, thì nó bị một cái vệt đấy. Người ta bán 180-190 thì chẳng có nghĩa lý gì phải fix đâu. Chẳng qua bên em thì báo luôn cho mọi người ok lấy, người ta không lộ một tí nào luôn. Em khẳng định luôn là không lộ một tí nào luôn. Váy này em mặc hơi rộng eo nha, em cao 1m6 ạ. Váy này em mặc hơi rộng eo một tí này. Ai kiểu tầm 50 cho đến 60 cân mặc chị sẽ đẹp. Lấy kìa. Nhọc quá chị ơi, chị chắc chắn lấy giùm em nhá. Em cho chị giá 170.000 nhá. Cái đấy là hàng nhịn luôn ấy, nó có cái cả cái dây treo trong tủ. Chất len nét đẹp lắm. Cái len bao nhiêu mà? Cái váy dạ mà. Váy dạ mà. Ok, 170.000 mà. 100k. Cái này 100k nhá, váy dạ. Váy dạ, size M nhá. Cái này tầm 50 cho đến 60 cân ạ. 50 cho đến 60 cân size M. Váy dạ để mặc 50 cho đến 58 ấy nhỉ. Bảo các chị là mặc một cái giữ nhiệt bên trong. 50 cho đến 58 đấy ạ. Mọi người mặc một cái giữ nhiệt bên trong ý. Hoặc là mọi người khoác với cả một cái áo khoác dạ bên ngoài. Đây là váy chất dạ nhá, 100.000. 100k nhá, size M. Mà ai lấy để 90 luôn nha. Ai lấy để luôn 90.000 này. 90.000 em mặc hơi bị rộng nhá. Nên là lên dáng sẽ như này. Thay đi tình yêu. Có khoác len đỏ rồi. Thay cho màu khác nha. Tới đây phải quay, tới đây phải cùi. Qua lên em. Một em màu đỏ xinh vực luôn. Cái map như đã size L thôi. Cái này thì size M thôi, L thì nó chật rồi. Chân len ép này, một em khoác màu đỏ chân len ép. Nhỏ màu đỏ ngoài đẹp hơn trong cam rất là nhiều. Chất len ép nha mọi người. 220k một em khoác màu đỏ này. Chất len ép màu đỏ ngoài là màu đỏ mận nhá, màu cực kỳ đẹp, chất len ép nhá. Chất len ép đây ạ, chất len ép này.
xinh lắm luôn nhá, 220.000. Cái váy đấy là tầm size L đấy, mắc có ghi là size L cơ. Nhưng mà em thấy nó cũng không to lắm đâu. Cái này 210.000 này, à 220.000. Bỏ túi hai bên nhá, màu đỏ mà. Cổ như này nhá mọi người, 220.000. Xinh lắm, nó chuột chất này đẹp cực. Mà màu ở ngoài nó còn đẹp hơn trong cam rất là nhiều. Chị Trang Minh nhá, chị Trang Minh ạ. Màu ở ngoài đẹp hơn trong cam rất là nhiều nhá, 220.000. Lấy chị 885 cũng được ấy. Chị Trang Minh ơi, đơn hôm qua ở bên AOC đấy chị ạ. Còn đơn này bên Ngô Gia Khải. Chị qua lấy thôi. Váy đen dạ hết rồi chị ạ. Mimi gộp 220. Đơn hôm qua của Mimi có to không nhỉ? Không gộp nhiều thế đâu, nếu không nếu cứ chia hai cơ sở ra đó rồi mang ra. Mimi ơi, nếu mà đơn của bạn nhiều mình cứ chia hai đơn gửi nhá, bởi vì đằng nào nó mà nhiều quá thì cũng không gộp được đâu ạ. Đây nhá mọi em, áo len kiểu màu hồng hồng tím tím này. Kiểu màu tím tím ý. Đây ạ, cái vạt như này nhá. 70k này. 70k chất len nhá, chất len đẹp. Hơi sần một tí mọi người ạ. Cái này là gập gập tay như này này, xinh lắm. Thà ơi, tôi bảo là bà cái này thì thấy áo đặc điểm có chấm chút gì đó luôn. Cái này nhá. Đồ cửa hàng tôi fix sẵn rồi. Cái này là 70.000. 70k này. Ai lấy chốt lên 70.000 kèm số điện thoại. 70.000 kèm số điện thoại nhá. Ơ nhưng mà đơn của Mimi ở cửa hàng có mỗi cái áo 120 rồi. Thế thì gộp rồi. 70k này, chất len cũng rất là đẹp, nó chỉ hơi bị sần một tí thôi mọi người ạ. Thôi cứ gộp xong lấy cho bạn nhá. Có ai lấy mẫu này không ạ? Chị Hoa Ngang 70k để số điện thoại nhá chị ơi. Inbox chị Trang Minh cho chị hỏi xem là chị qua cơ sở nó lấy để em gộp với chị. Thế mà em mang cái váy sang cho chị đúng không? Chị gộp với cơ sở kia. Nhưng mà hỏi chị chắc cần lấy cơ thì mới mang sang nhá. Không nhầm hết đâu. Hoang hăng này. Cái váy len đúng không? Ừ. Là cứ mặc lồng đi. Hay tôi được kiểu sổ đi. Đó, chị đã chốt rồi để sổ. Trang Minh để chị inbox đi. Váy len màu xanh nhá mọi người, cổ kiểu như này. Cổ kiểu kéo khóa nhá. Tìm ở đâu em ạ? Mọi người thích kéo như nào thì mọi người kéo. Không lấy đây là kiểu kéo khóa như này này. Đây nha, kiểu kéo khóa như này. Hả? Ờ thế thôi chuyển đi. Chị Hoang Anh ơi, chị chốt đơn không để số em chuyển cho chị Hoang Linh nhá. Hoang Anh ơi. Này. Váy len à? Váy len 130. Váy len 130.000 nhá. Mẫu này 52 cân đổ lại. Không, 54 cân đổ lại. Bởi vì chất co giãn. 130.000 này, đây ạ, màu rất là đẹp nhá. Màu kiểu lạ lạ rất là đẹp luôn. 130k này. Đây ơi, đông chị nào mà to, tên này đấy. Từ hôm ấy rồi em có kiểm tra cho em có bị nhắn tin cân lại cùng nó. Mọi người lấy chốt cho em là 130 này. Chúng mày cẩn thận. 130 có ai thích mẫu này không ạ? Cổ kéo khóa nhá. Qua luôn màu khác nhé, cổ kéo khóa 130. Để thì để hàng 1 cân, nhưng lên 0.7-0.8 nó tính em thấy bọn nó tính là từng mốc 1 là mốc 500g 1 này. Không 1 cân, cân rưỡi thì nó không tính kiểu 1 cân 2 lạng với 3 lạng đâu. Chị gì nhỏ chốt 130 để số cho em nhá. Ơ cái nâu ấy đẹp đấy. Ừ. Tay bồng. Cái nâu ở năm ngoái ấy cũng bán được nhiều lắm. Có cả đen nâu cả. Nhưng màu nâu này hẳn ít. Có các tin hay Mimi nhá. Áo nâu nhá, áo màu nâu tay bồng bồng rất là xinh luôn mọi người ạ. Mimi ơi, nếu mà Shopee thì thôi Mimi mua đơn bên này riêng, đơn bên kia riêng giúp chị nha em nhá. Đỡ mất công mang đi ra gộp. Chị gì nhỏ này qua lấy ra này. 130 này. 130 này, 125 này. Cái này 125 nhá. Ờ. 125.000. Tất cả mình. 125k này đấy ạ. Kiểu đấy tay bồng xinh lắm nhá.
Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Xinh cực. Ở ngoài. Đây em đứng đây cho mọi người chai nhìn đa, nó này. Chai đa sao đi ở ngoài. 125.000 màu ở ngoài đậm hơn trong cam, màu ở ngoài đẹp hơn trong cam nhá. 125k. Mẫu xa này xa dưới. Đứng gần kinh quá. Đứng 100 đây, đứng gần này mà. Đứng gần không nhìn thấy mặt. Nhìn thấy đâu. 125.000 này. Mẫu này dưới 51 cân, 50 cân đổ lại nhá. 50-51 cân đổ lại. 125.000. Tay bồng bồng cực kỳ xinh này. Mọi người lấy chốt cho em là 125 kèm số điện thoại nhá, qua luôn mẫu khác. Chân lê này nhá. 125.000 đây ạ. 125.000. Chị Lê Yến 125 nhá. Lê Yến. Cái gì đây? Mà không ghi Lê à? Ừ. Một cái mặc mà dơ thì dơ cũng được. Qua con này đẹp đấy. Con cảm ơn chị Phương. Đau lưng quá. Áo màu xanh lá đậm này mọi người ơi. Cái này là, đấy ở cái này thắt như này này. Đây kiểu thắt ở trong là nơ nhá. Thôi em đang đơn chị. Chất len mượt cực dày mượt lắm mọi người ạ. Chất len dày dặn mượt cực kỳ nhá. Bà ơi. Chất dày nhỉ. Cái này 150.000 này. Xanh lá đậm này 150.000 nhá. Dưới 56 cân đổi lại. Dưới 56 cân đổi lại chất cực kỳ okay, co giãn. Mimi không phải gộp đâu. Đây. Thì đang 150.000. Mọi người lấy chốt cho em 150k kèm số điện thoại. Đây nhá, mọi người nhìn rõ không ạ? 150.000 này. Nhớ mà là chưa bảo là 3 cái. Em đổ lỗi cho Phương. Em phải tự nhìn là ba cái áo không trông mà 1 cân được không chứ? Cơ lên sửa đi. Ừ. 150k của Mimi nhá. Đang sắp đi. Mùi gì nhỉ? Cái thương này có mùi này. Không. Mùi này á, ôi chứ mùi này. Thương ơi. Áo kẻ này. Áo lên kẻ vào ơi. Chị Lê chân sau ạ. 135. Áo lên kẻ 135.000 đây. Hơi loang màu hả? Tội thấy. Hơi loang không. Sao nào? Bà đứng lùi đây đi, đứng chỗ đèn chả nhìn gì. Nhìn gần cho biết. Không phải đâu, nhìn. Có phải loang màu không? Mát ở mắt chả nhìn cái gì. Ờ, nhìn ra mắt quá. Nhìn kiểu xe xanh ấy. Ờ, nhìn cũng chả lộ đâu. Thôi ai lấy để 125, chất đẹp ạ. 125.000 này, ai lấy em để 125.000 nhá, dưới 50 cân đổi lại. 50 cân đổ lại. Chị Lê Trân ơi, chị sau đó. Chị sau đó chị chọn cái khác của em nhá. Em tìm nhiều lắm, mấy kiểu đấy em còn nhiều lắm. Ê, thì ba mặc set yếm, set yếm có 7 set thôi. Yếm ghi á? Ờ, à không, set yếm mới về này, có 7 set thôi. Thằng trắng này á? Ừ. Đây nhá, áo này 125k này. Thay luôn đi. Tôi bảo bà đứng đây rồi thay, có phải đỡ mệt không? Đi một bước. Thôi kệ, tại cởi này là hơn phương duyên. Học tốt như sao ấy. Không phải như vai đâu, chả phải đâu, nó kiểu nhìn thế nó hoa mắt rồi. Không, kiểu thế đấy, không phải vai đâu cái này. Mình là cái kẻ đấy. Ờ, kiểu màu thế này, mà chất đẹp vai dày. Con này đỏ cũng đẹp, làm vai đúng không? Con này đỏ mặc cũng xinh. Lên đỏ nhớ dáng kiểu 104 nhá. Áo váy 140.000 này. Đây nhá, chất đẹp mọi người ạ. Ôi đêm qua lúc chị tỉnh dậy chị tưởng chết hết rồi. 140 màu đỏ này. Dáng ở dưới kiểu be lu một tí nhá. Dáng ở dưới kiểu be lu 140.000. Đẹp mà con này xinh à. Xinh lắm, màu này màu ngoài đẹp hơn trong cam nhá. Màu ngoài mặc cực kỳ nổi luôn, 140.000 này. Dáng be lu ấy. Ai lấy chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Bỏ áo khoác ở mặc hết rồi đó. Ừ. 140.000 kèm số điện thoại đi ạ. Xinh lắm mọi người ạ, màu ở ngoài nó đẹp hơn cơ. Ở trong cao nó bị ánh đèn vào là nhìn nó màu nó không đẹp mấy. Cái tay nó kiểu loe loe nhá. Tay kiểu loe loe này. Ở dưới cũng loe luôn, 140.000. Ok, qua màu khác nhá mọi người, lấy chốt cho em 140.
Hôm nay em live stream từ nãy giờ rồi. Con này live hết một bọc rồi đấy. Khoan lên em quay từ nãy rồi mà. Tối nay thì em quay lẫn lộn nhá, cả phát ca. Mà đâu không phải phát ca mà là cái gì nhỉ? Vét, nó phải cái gì? Áo màu xanh bị một vết ở đây này. Măng tô, một vết ở đây mà. Cái gì đấy? Không biết. Chả nhìn thấy gì? Không lộn mấy đâu. Tao ngồi đây tôi xem nào. Sao ảnh đèn? Thế ở ngoài còn không nhìn thấy gì không? Đây này. Tại tôi nhìn trong đèn để thấy. Không nhìn thấy gì đâu, bảo các chị đi không lộ đâu. Ai lấy để 115.000, ô đẹp vãi. Áo len màu xanh nhá, ai lấy em để 115.000 này đây ạ. Không lộ đâu. Họa tiết như này nhá. Em nhìn sát đây còn chả nhìn thấy gì. Họa tiết như này này. Dưới 52 cân đổi lại này. Dưới 115.000. Dưới 54 cân đổi lại nhá, 115.000. 115k lấy chút cho em này, màu này rất là đẹp luôn, nhẹ nhàng. Màu nhẹ nhàng cực kỳ xinh nhá, 115.000. Tôi cũng thích màu này, mùa đông mặc mấy bộ này tây rồi. Xanh xanh nhẹ nhẹ. Xanh nhẹ nhàng nhưng ở trong cam màu nó bị xấu đi á. 115k là chốt cho em này. 115